bà con và các bạn thân mến, vào ngày 16/1/2014 tới đây tại Phú Hội huyện Phú Tân tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức ngày hội Internet. Đây là sự kiện một khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và truy nhập Internet miễn phí, tìm kiếm các thông tin thiết thực cho hoạt động sản xuất cũng như các thông tin cập nhật về tình hình thời sự văn hóa trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Bên cạnh đó sẽ có các phương tiện chương trình biểu diễn văn nghệ và trò chơi về máy tính và Internet với phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện có phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, văn hóa phát triển mạnh mẽ nhất đã tạo đến Internet với những ưu thế vượt trội. Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực trong đời sống. Đối với bà con nông dân, việc sử dụng Internet sẽ giúp bà con tiếp cận đến kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, trong đó có rất nhiều thông tin hữu ích cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thông qua mạng Internet, người nông dân có thể tìm hiểu các chế độ chính sách của nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn, tìm kiếm các kiến thức về chăn nuôi trồng trọt, các tiến bộ kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất, các thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm.